Kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Lội ngược theo dòng lịch sử, vào thế kỷ thứ 12, tức là thời vua Lý Anh Tông, lúc bấy giờ thì đã có rất nhiều thuyền buồm của nước ngoài ở ba nước là Chảo Oa, Siêm La và Lộ Lạc, tức là nước Indonesia và Thái Lan lúc bấy giờ, xin được vào khu vực Hải Đông, tức là Quảng Ninh bấy giờ, để có thể giao thương buôn bán. Và lúc bấy giờ, để bảo vệ an ninh quốc gia thì nhà vua đã không cho phép các thuyền buồm nước ngoài có thể đi sâu ở trong đất liền, mà lập nên các trang ở khu vực hải đảo, tức là Vân Đồn bây giờ, để cho các thuyền buồm có thể neo đậu ở đấy để có thể giao thương buôn bán. Và nghiễm nhiên lúc đấy Vân Đồn trở thành một cái trung tâm rất là sầm uất để giao thương buôn bán các cái sản vật quý hiếm, cũng như là dâng tiến những cái sản vật địa phương. Và các sản vật quý hiếm lúc đấy người ta buôn bán ở đây có thể kể đến như là vàng bạc châu báu, ngà voi, sừng tê giác, cũng như là lụa là gấm vóc. Và sau đó đến thời kỳ nhà Trần thì thương cảng Vân Đồn lại càng phát triển hơn dưới cái sự phát minh của con đường hàng hải nối từ Trung Quốc đến Ai Cập. Thì lúc đấy cái việc giao thương ở trong nước lại phát triển mạnh mẽ ra các nước như là Nhật Bản, Philippines, Mông Cổ và cả các nước châu Âu. Và cái thời kỳ đấy, thương cảng Vân Đồn đã đóng một vai trò hết sức quan trọng, là cái thương cảng lớn nhất nước Đại Việt cũng như lớn hàng đầu của khu vực. Sau ở các thời kỳ sau, ở các cái triều đại khác nhau thì thương cảng Vân Đồn có lúc thịnh lúc suy. Và đến một cái thời kỳ khi mà việc giao thương nước ta mở cửa hơn, cho phép các cái tàu thuyền nước ngoài có thể đi sâu vào trong đất liền, thì lúc đấy phát triển các cái thương cảng ở khu vực như là ở Thăng Long, ở Hưng Yên, ở Hội An, thì thương cảng Vân Đồn đã không còn giữ được cái vai trò là thương cảng lớn nhất của Đại Việt nữa. Tuy nhiên cái thời kỳ hưng thịnh đấy đã để lại cho người dân Vân Đồn rất nhiều, và có lẽ cái thời kỳ hưng thịnh đấy đã cho người dân Vân Đồn kế thừa, để rồi bây giờ họ có một cái nền văn hóa, nền tín ngưỡng hết sức đa dạng và phong phú, cũng như là cái khiếu kinh doanh len lỏi trong từng cái tế bào của người dân ở cái vùng đảo xinh đẹp này. Và nếu như ngày xưa nhắc tới thương cảng Vân Đồn là nhắc tới một cái thương cảng hết sức sầm uất, hết sức to lớn với đầy những thuyền, những buồm giao thương hết sức nhộn nhịp ở trên đấy, thì có lẽ thời gian sắp tới Vân Đồn lại tái hiện lại điều đấy. Vẫn là những tàu, những thuyền rất sầm uất ở đây, nhưng mà nó mang màu sắc hiện đại hơn, với những cái tiêu chuẩn cao hơn, đạt chuẩn 5 sao, 6 sao quốc tế. Và để đạt được điều đấy thì dĩ nhiên nền tảng về mặt hạ tầng đóng vai trò hết sức quan trọng. Và nối tiếp sau hai sự kiện rất lớn là tại Vân Đồn, đó là cho đi vào vận hành cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, cũng như là thông hạ các tuyến cao tốc trọng điểm. Thì vào tháng 10 năm 2022 đã đi vào khánh thành dự án là cảng tàu quốc tế Ao Tiên, cũng như đầu năm 2023 đã chính thức đi vào hoạt động. Và ngay hôm nay mà đang đứng đây ở ngay tại cảng tàu quốc tế Ao Tiên, mà sẽ dẫn quý anh chị cũng như là những người yêu Vân Đồn muốn tìm hiểu về vùng đất này, chúng ta sẽ cùng nhau vào đây để tham quan cảng tàu quốc tế này nhé. Đây là khu vực ở phía trước của nhà ga, tức là mình đi từ phía ngoài đại lộ Vân Đồn vào, đi vào đây thì sẽ là bắt đầu gặp ở đây. Khi mà khách hàng đứng ở đây, những cái du lịch đứng ở đây thì trong lúc chờ tàu vân vân thì có thể tranh thủ để ngắm cảnh ở Vân Đồn. Phải nói là bản thân Mơ là một người Vân Đồn, nhưng mà Mơ đứng đây Mơ vẫn cảm thấy là cảnh quan rất là đẹp, thực sự rất là đẹp. Anh có thể lia một vòng để cho mọi người có thể ngắm cảnh quan núi non ở xung quanh, thực sự rất đẹp. Và trong cái quần thể của cảng tàu quốc tế Ao Tiên thì có một hòn núi ở phía bên kia. Thì hiện nay anh Quyết, chủ của chỗ cảng tàu Ao Tiên, hiện nay đang thả dê thả khỉ trên đấy để nuôi rồi. Nên đôi khi anh chị ra đấy thì bên cạnh cái vẻ tráng lệ hiện đại của cảng, thì anh chị qua đấy lại có thể ngắm nhìn thấy những con khỉ, những con dê rừng cũng rất là hay. Còn đây chúng ta bắt đầu bước vào nhà ga. Hai bên sẽ có quầy thông tin cảng để mình có thể hỏi mọi người các cái thông tin. Còn đây là ở đây là quầy dành cho các công ty vận tải để mình có thể bắt xe hoặc là các cái dịch vụ liên quan. Hai bên đây sẽ có dãy cầu thang lên và xuống, bao gồm cầu thang cuốn và cả cầu thang đi bộ. Bên này là cầu, bên tay trái của chúng ta sẽ là cầu thang đi lên, còn bên tay phải sẽ là cầu thang để đi xuống. Đi, mình có thể dạo lại đây một vòng. Kể cả bên tay phải hay bên tay trái thì xung quanh sẽ có rất là nhiều quầy, vừa là nước, cà phê, vừa là quầy lưu niệm. Những cái ghế chờ ở đây được đầu tư rất là bài bản. Ghế đều rất là đẹp.
Nó cũng hơi hơi giống, nhìn đây thì mình sẽ cảm tưởng giống như ở chỗ phòng chờ sân bay, những cái phòng chờ thương gia ở sân bay đúng không ạ? Đi, anh có thể đi lại đâu này. Còn đi về phía bên trái thì vẫn là những cái shop đồ, vẫn là quán trà sữa, cà phê. Nhưng có khác một tí là ở đây có thêm một cái sa bàn của một cái dự án cũng đang rất là hot, mà năm ngoái và năm nay bán thực sự rất là chạy. Đó là dự án Crystal Holiday của chủ đầu tư Everland Vân Đồn. Thì đơn vị Everland Vân Đồn là một chủ đầu tư mà liên minh giữa bên Mai Quyền và đơn vị khác. Còn đi ra đây, khi mà những du khách có thể đến từ Sài Gòn, Cần Thơ đúng không ạ, đến với Quảng Ninh thì vẫn có thể thưởng thức kem Tràng Tiền, một đặc sản của người dân Hà Nội, cũng được decor thiết kế rất Hà Nội, rất thủ đô đúng không ạ. Cảng tàu quốc tế Ao Tiên sắp tới sẽ khai thác nhiều cái dịch vụ hơn, trong đó là khai thác một số cái du thuyền cũng như là tàu quốc tế. Tuy nhiên thì ở thời điểm hiện tại mà nói thì ở đây đang khai thác nội địa là chính, cung cấp các cái tàu đi ra các khu vực như là Vịnh Bái Tử Long, Vịnh Hạ Long. Tuy nhiên thì du khách đến đây không chỉ đơn thuần là để đi ra vịnh, đi ra khu vực đảo, mà họ có thể đến đây chỉ đơn giản là để chiêm nghiệm, để vui chơi, để nói chuyện, để trò chuyện, để cà phê thôi ạ. Bản thân Mơ là một người dân Vân Đồn cũng thế, Mơ đến đây cà phê cũng đã khá là nhiều lần rồi. Bởi vì ở cảng tàu này không chỉ đơn thuần được đầu tư rất là bài bản, rất là hiện đại, mà ở đây cực kỳ được thiên nhiên ưu đãi, khi mà ở đây là một cái cảng tàu có vị trí cực kỳ đẹp, có một cái tầm view rất là đẹp. Và bản thân Mơ cũng như là nhiều người bạn của Mơ thì khi có những người khách quan trọng cũng rất hay chọn ở đây để có thể cà phê. Anh chị có thể ngắm nghía, ở đây được đầu tư về mặt nội thất, về mặt cảnh quan đều rất là đẹp. Và khi vào đây một tí thì anh chị sẽ gặp ngay một quầy bar. Ở đây phục vụ rất là nhiều món, trong đấy có những món rất là đặc trưng của Vân Đồn, cũng như rất là nhiều món theo trend, rất là thời tượng, thí dụ như cà phê muối vân vân. Và ở đây nói riêng cũng như là người dân Vân Đồn nói chung thì cực kỳ là hiệu khách, rất là dễ thương. Còn đi vào khu vực đây là khu vực nhà hàng. Ở đây phục vụ các món hải sản ở Vân Đồn, các cái món rất là đặc trưng của Vân Đồn, cũng như là một số cái vùng miền ở quanh đây. Và dĩ nhiên rồi, vẫn là một tầm view rất là tuyệt vời. Và sau khi đã thưởng thức đồ ăn ngon ở nhà hàng rồi thì chúng ta đến biển mà đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau đi ra và thưởng thức một tí gió biển nhé. Và người ta nói rồi, tiền giải quyết được rất nhiều thứ nhưng mà cũng sẽ có rất nhiều thứ không thể mua được bằng tiền. Và một trong số thứ đấy chính là không khí sống đúng không ạ? Chúng ta sẽ đến đây thì các bạn sẽ cảm nhận được một cái sự trong lành, một cái sự yên tĩnh, một cái sự thanh bình mà có thể nói rằng là rất ít những cái vùng đất khác có thể có được. Bên cạnh cái thế mạnh về mặt nguồn hải sản cực kỳ phong phú thì thực sự mà nói ở Vân Đồn là một cái vùng đất mà có cảnh quan cực kỳ là đẹp. Và ở đây nó vẫn giữ được cái nét hoang sơ, cho nên đôi khi vẫn hay nói nôm na là gì, Vân Đồn là một phiên bản cập nhật của Hạ Long khi có thể được làm lại Hạ Long ở 30-40 năm trước, sẽ vẫn mang màu sắc hiện đại như Hạ Long đang có nhưng mà sẽ đồng bộ hơn, sẽ hiện đại hơn. Và Mơ nghĩ là không phải bỗng dưng mà Vân Đồn được định vị trở thành một điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch trên thế giới, đúng không ạ? Người ta vẫn có nhiều du khách nói Mơ là người ta rất yêu thích ở Quảng Ninh, nhưng mà người ta đánh giá chung thì biển ở khu vực ngoài Bắc mình ấy, thì thường nó không được trong xanh như ở khu vực miền Nam. Tuy nhiên thì có lẽ cái anh chị mà nhận định như thế thì chắc chưa đủ may mắn để có thể đi ra khu vực đảo Quảng Ninh vào những ngày nắng đẹp rồi. Ở ngoài khu vực đảo ngoài kia ấy, thì về mặt cảnh quan biển chắc có lẽ là nó cũng không thua gì ở khu vực Nha Trang, Phú Quốc đâu. Và đó là lý do tại sao mà cái lượng khách mà đến Vân Đồn để đi ra ngoài đảo là rất là lớn. Đấy, anh chị có thể quan sát một tí, vào ngày hôm nay là một ngày thường trong tuần thôi, nhưng mà lượng khách cũng khá là đông. Ngày xưa khi mà nghe tới Cô Tô thì
Tại vì hồi đầu thì Mơ cũng không phải là người gốc của Vân Đồn ạ. Thì tại vì ngày xưa nhắc tới Cô Tô thì mình chỉ nhớ những cái tác phẩm văn học nói về cái hình ảnh mặt trời mọc của Cô Tô, đúng không ạ? Cảnh rất là đẹp. Đây đây là một chút ở trong cái khuôn viên của cảng tàu. Trong lúc mọi người chờ tàu thì mọi người có thể ở đây để ngắm cảnh. Không gian rất là rộng rãi. Nói chung khi về ở Quảng Ninh thì Mơ thấy một điều đó là các cái công trình ở đây thì các chủ đầu tư đều làm thực sự rất là tới. Đây có cây sim này, cây sim Kim Mua đúng không? Đây. Và họ làm rất là tới, thứ nhất là về mặt quy mô, và thứ hai nữa là sự chỉn chu chi tiết trong sự trải chuốt trong từng cái chi tiết một. Họ làm rất là đầu tư, cho nên là kể cả khi anh chị để ý là kể cả những cái cây người ta chọn, kể cả ở đây hay là kể cả đầu dự án Phương Đông ấy, thì người ta cũng chọn những cái cây có thế đều rất là đẹp. Còn đây là khu vực đi ra ngoài chỗ Âu Tàu, ngoài chỗ mà các tàu neo đậu để chuẩn bị đi ra các cái tuyến đảo. Thì giống như em vẫn chia sẻ thì hiện nay ở đây đang khai thác nội địa là chính. Đây bao gồm các tuyến tàu đi ra các khu vực của Vịnh Bái Tử Long và Vịnh Hạ Long. Đấy, hiện tại thì tức là trước đây thì những cái tàu du lịch thì người ta đậu đầu cảng Cái Rồng. Còn bây giờ thì gần như là chuyển lại đây. Rất là đẹp đúng không ạ? Hiện tại thì chúng ta có thể cảm nhận một chút được về sự nhộn nhịp ở cảng tàu quốc tế Ao Tiên, và chúng ta nghe tới con số mà hơn 10.000 lượt khách trên một ngày, chúng ta đã cảm thấy rất là lớn đúng không ạ? Tuy nhiên trong thời gian sắp tới thì em nghĩ rằng là cái lượng khách nó sẽ lớn hơn nữa. Bởi vì thứ nhất là theo Tổng cục thống kê thì đầu năm nay ấy, lượng khách du lịch đã vượt khoảng 65% so với đầu năm ngoái trên diện cả nước, và vượt cả là năm 2019, tức là năm trước khi bị Covid. Đấy là về mặt tổng quan đúng không ạ? Cái thứ hai nữa ấy, là theo như thông tin từ hồi đầu năm là về mặt chủ trương ấy của tỉnh thì sẽ là cho phép khai thác tàu ngủ đêm ở trên vịnh, cũng như là khai thác các cái con tàu, các du thuyền 5 sao ở trên khu vực Vịnh Bái Tử Long. Tuy nhiên thì hiện tại thì đang xử lý một tí về mặt thủ tục pháp lý thôi, thì dự kiến cũng sẽ xong sớm thôi. Thì sau đấy ở trên khu vực Vịnh Bái Tử Long này sẽ khai thác tàu ngủ đêm trên vịnh cũng như là các cái du thuyền. Thì lúc đấy cảng tàu quốc tế Ao Tiên sẽ còn nhộn nhịp hơn rất là nhiều. Lúc đấy thì vừa là nhộn nhịp mà vừa mang cái màu sắc quốc tế đúng không ạ. Có lẽ là khi chúng ta xem thời sự trong cái thời gian vừa rồi thì chúng ta nghe rất nhiều về khái niệm cái báo động về cái tình trạng ô nhiễm môi trường ở khu vực Hà Nội, ở Sài Gòn và các tỉnh lân cận đúng không ạ? Và Mơ nghĩ rằng là cái điều này sẽ kích thích làm cho những cái khu vực xung quanh, thí dụ như khu vực Quảng Ninh vân vân, thì sẽ làm cái nền du lịch nó sẽ càng ngày càng phát triển hơn. Giống như trước đây mà nói thì trước khi có Eco Park Hưng Yên ấy ạ, để nói là ra ngoài đấy ở đối với dân Hà Nội thì điều đấy người ta sẽ không nghĩ là sẽ chuyển ra đấy ở đâu. Nhưng mà đến bây giờ thì Mơ thấy rất nhiều chủ những căn villa ngoài khu vực Eco Park, để mà gọi là cho họ vào nội đô thì họ cũng không muốn vào nữa, bởi vì chất lượng không khí ngoài đấy tốt hơn ở trong nội đô khá là nhiều đúng không ạ? Thì tương tự như vậy thì Mơ nghĩ rằng về mặt xu hướng sau này cũng rất có thể người ta sẽ mong muốn có một ngôi nhà ở một nơi không khí trong lành như thế này, ở một nơi được thiên nhiên ưu đãi như vậy. Kể cả bản thân Mơ cũng thế, khi về khu vực Vân Đồn mình cảm nhận được cái sự khác biệt rất nhiều. Tại vì bản thân Mơ lúc trước thì Mơ sống ở Hà Nội, thì khi về Vân Đồn mình cảm nhận được cái sự khác biệt rất nhiều về mặt chất lượng không khí này. Ngày xưa Mơ bị viêm mũi dị ứng thì khi về đây mọi thứ nó đỡ hơn rất là nhiều. Và kể cả là chất lượng về mặt đồ ăn, mọi thứ đều rất là sạch, ăn cảm giác là nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Đấy thì có thể nói là cái shot ngắn vừa rồi cũng sẽ cho anh chị một cái nhìn, một cái trải nghiệm nhất định thông qua màn hình nhỏ đúng không ạ? Để có thể ngắm cảng tàu Ao Tiên. Thì đấy, còn khi mà anh chị muốn hiểu rõ hơn thì chúng ta có thể đến đây để trực tiếp trải nghiệm. Và anh chị vừa cùng với Mơ tham quan một vòng ở cảng tàu. Chắc có lẽ khi mà ngắm nghía những cái hình ảnh mà Mơ vừa mang đến cho anh chị cũng sẽ cảm nhận được phần nào cái sự chìm chu, sự tâm huyết của chủ đầu tư đúng không ạ? Và tiết lộ với anh chị một tí, chủ đầu tư của dự án cảng tàu quốc tế Ao Tiên chính là đơn vị Mai Quyền.
Đây được coi là một công thần khu vực Vân Đồn, cũng như là Mai Quyền cũng đã dành một tình yêu rất lớn cho cái vùng hải đảo xinh đẹp này. Và Mơ, đối với các cái dự án bất động sản Mơ đã gắn bó ở tại khu vực Vân Đồn, thì Mơ cảm thấy là khu kinh tế Vân Đồn cũng rất may mắn khi có các chủ đầu tư cực kỳ tâm huyết. Họ đến với Vân Đồn, họ xây dựng ở đây không chỉ đơn giản với mục đích kinh tế thương mại, mà Mơ cảm nhận được một cái tâm huyết, một cái mong muốn xây dựng cái vùng đất này trở nên trù phú, trở nên xinh đẹp hơn. Và bản thân Mơ cũng thế, với vai trò là một người dân Vân Đồn, cũng rất mong muốn được lan tỏa cái vẻ đẹp của Vân Đồn đi đến muôn phương. Và nếu quý anh chị đến với đất Vân Đồn, mong muốn để tìm hiểu đầu tư bất động sản, hoặc chỉ đơn thuần là muốn đi du lịch, đi dạo chơi, đi khám phá, đi ngắm nghía vùng đất xinh đẹp này mà có bất kỳ điều gì cần hỗ trợ, ví dụ như là tư vấn về các tour du lịch, phòng ốc, vân vân, các địa điểm ăn chơi mà cần cái sự hỗ trợ của Mơ cũng như đội ngũ bên Mơ, thì hãy contact với bên Mơ để có thể được hỗ trợ tốt nhất. Và tất nhiên rồi, kênh Bản tin Bất động sản Vân Đồn luôn luôn cập nhật những cái thông tin mới nhất về bất động sản ở tại Vân Đồn, cũng như là tiến độ các dự án. Cho nên quý nhà đầu tư đừng quên bấm like hay subscribe để có thể không bỏ lỡ bất kỳ một cái thông tin gì mới nhất nhé. Xin cảm ơn.